với chương trình Viễn Huy Đỉnh Olympia. Những cuộc thi của quý 4 đã chính thức bắt đầu và đây là cuộc thi tuần đầu tiên của quý 4. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được chào đón 4 thí sinh đầu tiên bắt đầu cho quý này. Và hy vọng rằng họ sẽ mang đến thật nhiều may mắn và sự suôn sẻ cho các thí sinh còn lại tham gia trong quý cuối cùng của đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 này. Và bây giờ hãy cùng chào đón các thí sinh bằng một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt. Ở vị trí số 1 là bạn Đăng Nhật Hùng Võ đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội. Ở vị trí số 2 là bạn Nguyễn Thành Trung đến từ trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, Nghệ An. Ở vị trí số 3 là bạn Ngô Gia Huy đến từ trường Trung học phổ thông Hùng Vương, Bình Thuận. Và bạn Nguyễn Đặng Phương Duy đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Hoàng Lê Kha, Tây Ninh. Hãy cùng chào đón 4 chàng trai của quý 4. Và Hùng Võ đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội là người có giải nhì Olympia trường, điểm trung bình lịch sử 9,5. Và bí quyết học lịch sử của bạn là gì ạ? Thì em xấu chuỗi từng cái sự kiện lịch sử như kiểu xếp domino ấy. Sự kiện này sẽ dẫn đến những sự kiện khác, làm em có lẽ là dễ nhớ hơn một chút. Ngoài ra Hùng Võ còn có sở thích đá bóng đúng không ạ? Dạ vâng. Bạn ở vị trí nào trong đội bóng? Em rất muốn đá ở tuyến trên, tuy nhiên là các đồng đội yêu quý của em luôn đẩy em xuống thủ môn, làm em rất buồn. Tức là phải có một tài năng bắt bóng như thế nào thì mới được gọi là được đẩy xuống thủ môn? Chắc là như vậy. Và hy vọng rằng là hôm nay Hùng Võ cũng sẽ trả lời những câu hỏi xuất sắc như em bắt bóng nhá. Em cảm ơn. Nguyễn Thành Trung đến từ trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, Nghệ An. Và bạn trước khi đến với cuộc thi này thì bạn ấy có nói với tôi là anh nhớ đọc cái phần ở trong bản đăng ký của em là em thích chơi với con cá. Cái này hay nha. Vì sao lại thế hả Trung? Vì các bạn nữ thi thương đem lại cho em những cái xúc cảm mà các bạn nam không thể mang lại. Thế các bạn nữ của bạn ở đâu? Wow. Tôi thấy là cổ động viên của bạn rất đông, chiếm một nửa khán đài. Tuy nhiên là phía gần bạn hơn này là các bạn nam. Bạn có muốn chuyển các bạn nữ về gần bạn hơn không? Em nghĩ là đã là tình cảm bạn bè chân thật thì khoảng cách cũng quan trọng rồi. Hay quá. Và chúng ta hãy cùng điểm qua một số thành tích của chàng trai rất tình cảm này. Quán quân Olympia trường 10 năm liền là học sinh giỏi toàn diện với 9,8 điểm tổng kết vật lý. Trung có bí quyết học tập nào không ạ? Em thường ngược đến gần mũi. Tức là một người làm việc rất tốt dưới áp lực thời gian. Dạ. Thế Gia Huy thì sao ạ? Đến từ trường Trung học phổ thông Hùng Vương, Bình Thuận, bạn có phải là người thích áp lực không? Dạ không ạ. Em thích lúc nào cũng deadline thông thả, em còn thời gian đi ngủ nha. Đấy là sự trái ngược của hai thí sinh đang đứng cạnh nhau trong chương trình ngày hôm nay. Gia Huy là người 2 năm liền học sinh giỏi nhất khối, chủ nhiệm câu lạc bộ tiếng Anh, điểm trung bình học kỳ 9,7 và sở trường là môn hóa. Dạ, dạ đúng rồi anh. Vâng. Hóa học đem lại cho em một niềm vui vì các thí nghiệm rất là màu sắc à. Bí quyết của bạn khi học hóa là cứ áp dụng công thức là ra. Nếu chán quá thì đi làm thí nghiệm. Dạ đúng rồi anh. Tại cái bài trường thì cũng là áp dụng công thức mà nó không ra là do cái đề nó sai. Chứ không phải do mình đúng không? Bạn có sở trường là thả thính thành thạo bằng tiếng Anh. Đấy. Thì bây giờ thì em với cả chị Vi hãy thử thả thính vài câu tiếng Anh xem nào. Dạ. Are you a pen? Tiếp đi em. Dạ. Because I want to write my life story with you. Chị đố em dịch bằng tiếng Việt đấy. Dạ. Bạn có phải là một cái bút không? Bởi vì tôi muốn viết lên câu chuyện cuộc đời tôi với bạn. Hay quá. Thế Huy ơi, are you YouTube? Yes. Because I want you to be mine. Được đấy. Rồi và chúng ta sẽ tiếp tục giao lưu với bạn Phương Duy nhé. Phương Duy có sở trường là môn toán và bạn là thủ khoa môn văn, kỳ thi vào 10 và giải nhất Olympia trường. Sở trường còn có tiếng Anh nữa. Bí quyết học toán của bạn là gì ạ? Đầu tiên là em phải hình thành lên cái sở thích mình với toán, là em coi nó như là một môn để rèn luyện tư duy logic. Mà thường thì em sẽ không học toán ngay lập tức mà em sẽ đọc sách về những nhà toán học, đọc về tiểu sử người đó. Và thường cuộc đời của họ sẽ cho mình kiểu động lực hơn học toán.
đây là cách học toán rất là hay đấy. Thế Duy có thể chia sẻ về một nhà toán học mà em cảm thấy rất thích được không? Có thể là Gauss. Một nhà toán học là giải bài toán khó từ trước đến giờ chưa có ai giải được. Và điều gì khiến em ngưỡng mộ ở nhà toán học đấy? Nhà đầu tiên là em ấn tượng điện nhất là cái tư duy đó là người không biết sẽ không sợ. Chứ đó là ông không biết cái đề toán đó là chưa có ai giải được. Và ông đã giải nó với một cái tinh thần là đây chỉ là một cái bài tập về nhà thôi. Rất hay đi ạ.